Trời ơi, sao giờ này hai đứa còn ngủ nữa? Hương dậy, Thảo dậy. Hương, ủa chị hai dậy rồi đó hả? Chờ chị hai đi chợ về, chắc đói lắm đúng không em? Dạ. Giờ chờ chút xíu, chị dọn cơm cho hai em ăn nha. Chị hai ơi, nghe giọng của chị hai nói em nhớ mẹ quá à. Chị hai ơi, chừng nào mẹ mới về với chị em mình vậy chị hai? Con còn trong nỗi cha bỏ con bơ vơ đi theo người, cậu đêm về cứu mang gì thương cháu, khắc sửa bố tay mồ côi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở cho người dài qua dài, con âm thầm khôn lớn thầm yêu một mình lay lớn giữa giờ một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Chị hai ở đây rồi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn gian nào có
tuổi thương con không. Nhớ mẹ ly mồ Một tràng hô tay cho Nguyễn Thị Hương, Ngọc Thảo và Tiểu Bình. Bây giờ tụi con bình tĩnh lại nhé và lắng nghe cảm giác của tất cả huấn luyện viên phía dưới. Xin mời cô Diệu Nhi. Cô Diệu Nhi nghe bài này rất là cảm xúc luôn á. Mà cô thấy ba tụi con hát bài này càng đến gần cuối giống như tụi con giống như là muốn khóc gì đó đúng không? Nhất là con gái bên đây nè. Phải không con? Con giống như là con muốn khóc. Cô Diệu Nhi thấy mắt con đỏ trước khi mà đưa lên hát câu cuối cùng á. Tụi con hát cảm xúc như vậy á thì làm cho người nghe cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô không muốn chương trình của mình á là bị buồn, cho nên cô nhận xét rất là vui vẻ, mặc dù nội tâm cô đang rất cảm xúc. Trời ủa sao vậy? Cái tiếng trời của ai vậy? Một cái em có nghe rõ ràng anh vỗ đùi đen đét gì hợp ý. Tại vì em nói hay quá Nhi. Trời không phải nói là mọi người. Cái bài hát nó hay, nó rất là xúc động. Nhưng mà em nhận xét em sợ các con, em muốn các con phải vui vẻ bớt hồi hộp đi. Cho nên cái phần nhận xét nó ngược cái nội tâm em bên trong thôi. Còn ai nói? Thực ra là bài hát này rất là xúc động. Nhưng chỉ có một chi tiết mà nó bẻ gãy cái sự xúc động của cô với không chú. Không biết mọi người có nhìn thấy không, nhưng mà có một chi tiết làm cho Như với Duy bị thoát khỏi mà cái bài cái hát câu luôn. Cao độ nhất luôn. Đó là cái câu mà phương xa trên nào có hay á. Chưa. Coi Như lên đó đi em. Rồi bây giờ cái bài học của em đó là xử lý đạo cụ trên sân khấu đúng không? Bé đang ngồi đây. Đúng. Cái vỏ đằng trước, cái chân nó. Rồi cái nó hát tới cái câu phương xa cha nè. Rồi anh đi hát nha. Hai ba. Phương xa cha nào có hay. Phương xa cha nào có hay. Cô có thấy điều đó nhưng mà cô không có để ý. Tại vì cô đang tập chung vô cái giọng hát của con, cho nên cô Như thấy cái đó mắc cười là có một mình cô Như mắc cười à. Không, chú Duy mắc cười. Chú Duy mắc cười nữa. Nhi ơi em có vấn đề gì vậy? Cái đó là con ơi, khi mà cô chú nói với cái điều đó là mình phải xử lý cả những cái đạo cụ trên sân khấu của mình. Tại vì chỉ những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi có thể làm cho khán giả họ bị đi ra khỏi cái tâm lý mà tụi con đang muốn khán giả tới. Tụi con hát bài này là con đang muốn khán giả cũng phải buồn theo con. Đúng rồi. Nhưng tự nhiên tới cái đoạn đó, tự nhiên con dấp cái vỏ, con đạp cái vỏ đi qua luôn. Con không thể nào mà trong cái nỗi buồn của con đạp qua mọi thứ như vậy được con. Đúng. Đúng rồi đó, nên cái này cô Như muốn chia sẻ với con vui như vậy thôi. Nhưng mà ý cô là đó, trong lúc mình hát á, cái diễn xuất của mình người ta để ý hết, do đó cái mọi cái hành động của con á, sẽ phải để cho người ta nhìn thấy đó là nét diễn của mình. Huống chi là con đang dựng hoạt cảnh trong lúc hát, trong cái nét buồn của mình cũng phải có hát sao mà diễn giải sao cho người ta cảm thấy thương cái nhân vật đó và cuốn hút mình. Cô nghĩ là lần sau nếu mà có biểu diễn thì tụi con sẽ có một cái cách diễn khác hơn. Cái này chắc phải nhờ đội của Hòa với Lại Lập. Đó là diễn xuất, còn về phần hát rất hay. Chúng rồi, còn tốt. Cảm ơn chú. Tất cả mọi người á thì không có biết trước được rằng là bé sẽ làm gì em đây. Cứ hồi hộp luôn nè. Sao con né ra, hên quá nó đạp con góc thôi, không đạp hết nguyên một bị. Không vì nó mà bé bị rớt tâm lý, không đúng. Sao. Chú Hồ Bị Trung vì sao ạ? Riêng bài hát này á thì theo Hồ Bị Trung thấy á là hai bạn ngoài bìa hát có lẽ hợp hơn là Tiểu Bình. Chú nghe nói bài hát này mà tại sao có những lúc con hát gió. Phương xa cha nào có ai mà chịu nai, con vô mẹ nơi này. Hát gió những bài này nó sẽ mất gốc tình cảm. Trong cái dòng nhạc này á, nó có những cái câu xử lý mà rất là dễ bị cưỡng âm. Ví dụ như là sao nhẫn tâm là nhẫn không à. Đúng là sao nhẫn tâm cha bỏ con là phải hát rõ cái từ đó ra. Chứ không là người ta sẽ nghe cha bỏ con. Cha bỏ con. Bỏ không à. Cha bó nha, cha nhấn nghe nó kỳ lắm nha, là hai cái động tác khác nhau liền, nên tụi con phải xử lý chỗ đó phải rõ ra chút xíu để nghe đúng cái chữ đó. Rồi còn tất cả mọi thứ thì nãy giờ mọi người thấy đó hay, tổng thể thì bài hát này rất là hay. Ok, cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô chú. Mời cô Hòa Minzy. Xin được nói về phần diễn xuất của các con. Cái này thì phải trách bọn em. Là bởi vì ngày hôm qua thực sự lúc mà mình dàn dựng cho con để con cầm cái túi đấy đi vào bên trong là không có dạy con là sau khi cầm xong là để ở đâu. Khi mà con để ở phía trước là em cũng rất lo lắng. Lúc đấy em để ý luôn là chết rồi con sẽ bước qua như nào. Thì may sao mà con cũng không gọi là đá nó ra mà dẫm nó lên một cách nhẹ nhàng như thế. Thì tất là mình xem nó cũng đỡ hơn. Con làm được như thế nhưng Tiểu Bình lại bị phân tâm ở câu hát, cho nên cái đoạn điệp khúc mà con hát hoàn toàn đoạn đấy là
không tốt. Ngày hôm nay cô dành lời khen cho thứ nhất cho bạn Thảo là con hát rất là hay và tròn trịa tất cả những gì mà cô Hòa dạy con, cũng như là những cái gì mà con đã tập với cô Hòa. Những cái nốt anh nói rất là đúng, thì cả hai bạn đều tập, nhưng mà Tiểu Bình chuyên về những dòng nhạc bolero mà giọng về miền Bắc nhiều hơn. Cho nên là đây là con học cái cách hát của giọng miền Tây, nên là đây là một thử thách. Cái lúc mà anh nói là Tiểu Bình lên bằng hoàn toàn bằng giọng gió ấy, là bởi vì con không thể lên bằng giọng thật. À. Lên được cái giọng gió đấy là đã tốt lắm rồi, và đã hòa hợp được các bạn lắm rồi. Thế còn bạn Hương ngày hôm nay thì cô Hà đã dặn rồi, là giống như Hương hôm nay là hơi bị có nhiều câu đến cái phần của mình ấy, chưa biết kiềm chế lại ấy, đâm ra nó hơi bị cứng ấy. Nên là rất là mong là mọi người hiểu cho, và mong là đây cũng là một cái kinh nghiệm vừa diễn xuất vừa hát. Cố lên và hãy bằng lòng và hài lòng với tất cả những gì mà các con đã thể hiện, vì các con đã cố gắng rất là nhiều rồi nha. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự chú rất là phục tụi con, vì tụi con rất là bản lĩnh. Lần đầu tiên ba bé được diễn xuất trên một sân khấu lớn, lần đầu tiên luôn. Và rõ ràng các bé đã làm rất an toàn và đúng với những gì mà chú dặn. Từ những ánh mắt, từ những bước đi vô cùng chậm rãi, chú dặn các con những cái gì mà tụi con di chuyển trên sân khấu đều có ý nghĩa của nó, đúng không? Và rõ ràng nhờ cái tiểu phẩm này mà tụi con đã có được cảm xúc rất là dạt dào cho bài hát này. Và đây chính là một cái thành công rất là lớn trong cái phần thi của tụi con ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con. Đấy, thật sự phải nói là các bạn nhỏ như những tờ giấy trắng vậy đó. Bởi vì là đến với một cái sân khấu này, tuy rằng là các bạn ấy được bố mẹ và những người thương yêu mình ở nhà dạy dỗ rồi, nhưng lên sân khấu này sẽ là những bài học về nghệ thuật mới. Tụi con hả? Chúc cho tụi con sẽ may mắn và thành công hơn nữa nhé. Một tràng hô tay cho ba bạn nhỏ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sắp phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường thân yêu này rồi. Nắng hạ đến, đừng sầu bạn nhé. Gió hè về, đã ghé sân trường, u hoài bóng dáng yêu thương. Thầy cô bè bạn, bốn phương chia lìa. Lên bàn tay, lời chỉ tay nét nhau ẩn hiện, đường bạn hữu.
nắm tay vào vẽ một nét bình yên. Gió biết bạn lòng mới thôi nay xa cánh rồi, kỷ niệm mình sẽ nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc, mối u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa trắng học sinh mà cô này mặc đồ giống đồ cô giáo hơn. Bây giờ là chú mời các chú MTV. À, cô Thảo trước, mời cô Thảo ạ. Cô bấm trước mà. Dạ. Cô không phải nói trước chứ. Xin lỗi cô mời cô. Các con biết không, cách dựng bài của cái ca khúc này làm cho cái ca khúc này thực sự nó rất là cuốn hút, và cô ngồi cô ngẩn ngơ cho tới cuối bài. Thì cô là người bấm đầu tiên ngay từ lúc mà đọc cái lời bạc xong. Hai cái sự kết hợp của các con trong cái bài này thực sự nó hòa quyện. Nhưng mà cô cũng nhắc là bạn bên trái, anh Thơm. Anh Thơm nếu tiếp tục đi tiếp thì con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa nha. Vì là trong cái bài vừa rồi thì hầu như là bạn bên phải chắc hơn, dẫn dắt nhiều hơn. Thì chính bạn bên phải là đã kéo được ca khúc đi đến cái thành công như là phút này. Cho nên là mình cũng phải cố gắng nhiều hơn. Mình là một sự hỗ trợ cho bạn. Cô thấy là con hát hay lắm, nhưng mà hình như con bị run run, phải không? Cô chỉ cần khuyên con là tự tin hơn thôi. Còn cô rất là thích tiết mục này. Và cô xin khán giả một tràng pháo tay cho hai con. Cảm ơn cô Thanh Thảo. Còn các chú MTV thì thấy sao ạ? Ý kiến của các chú là như trên. Tại vì cái cô mặc đồ Tết của nó hết rồi. Cậu bán hết rồi và chú còn gì đâu bán. Ủa làm sao? Thôi nói hết rồi. Ý là cô Thảo nói hay quá. Nói rất là bao hàm toàn bộ mọi cái ý kiến. Khen là khen hết luôn rồi. Cô nói đúng mà, cô đâu có nói sai đúng, đâu. Đúng quý vị, đúng. Vỗ tay dạ. Dạ. Ta đang hát mùa hè, ta đang bán hoa phượng mà chỉ có bán hoa mai kỳ ghê, tắm gì đâu. Giờ biết cô Tiên bán gì nè. Giờ cô Tiên sẽ bán chè nè. Cô mỗi năm đến hè là Tiên bán chè. Mỗi năm đến hè nhà em nấu chè. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ vậy nè, cô Tiên, cô đổi luôn dòng nhạc đi, cô hát được bolero đó. Em sắp ra album bolero rồi chị, em cảm ơn chị. 2 phút cho dành cho quảng cáo, bắt đầu. Cô cũng bị hết hồn từ ngay phút đầu tiên khi mà con những cái nhạc nhẹ nhàng như vậy, xong rồi con đọc xong rồi con cất lên một cái câu hát, và cô nghĩ là một cái phần biểu diễn này, đây là một phần biểu diễn cực kỳ là thành công và phải nhận được 3 sao. Tuy nhiên là từ sau cái câu thứ nhì, các bạn kia chưa kịp quay ra để thể hiện mình nữa là mấy cô chú đã bấm ầm ầm rồi. Và từ lúc đó về sau là cô thấy rõ ràng là cái phần biểu diễn nó bị gãy, bởi vì các con không có giữ vững được tinh thần. Cô rất là tiếc, bởi vì có những cái đoạn mà tụi con xử lý rất là hay, nhất là cái đoạn màu hoa phương thắm như máu con tim, cái chữ máu mà nó lên giọng pha, xong rồi nó thả xuống giọng, nó rất là ngọt ngào. Tuy nhiên tụi con lại không có bỏ nhỏ, đúng rồi, nó lại không có giữ được cái khoảnh khắc đó từ đầu đến cuối bài. Mà con do là tâm lý mọi người bấm sớm quá, con chưa có kịp quay lại, chưa có thể hiện tài năng, thế là con bị khớp, đúng không? Cái bạn bên này đã nói là cái bạn bên này bị khớp rồi, hồi nãy nói rồi, tại cô cái bạn bên kia cứu lại rồi đó. Tại cô. Nhưng mà khó quá à. Nó phải bỏ nhỏ vậy khó nó mới đúng. Khó là khó, bạn giám khảo ta đâu có khó thí sinh đâu. Cho nên là cô hy vọng là cô cũng chúc mừng con đã vào được vòng trong rồi. Thì hy vọng là tụi con sẽ tâm lý vững hơn. Và sau vòng trong thì những cái thế mạnh của mình, những cái sở trường phát huy của mình được tốt hơn, và sẽ nhận được nhiều cái sự ủng hộ hơn để đi đến cuối chương trình. Bởi vì cô cảm thấy đây là một tài năng rất là tốt. Từ cô Thủy Tiên, cô Thanh Thảo và các chú MTV,
Và chúc cho tụi con vòng sau tỏa sáng hơn nữa nha. Rồi về chuẩn bị nè. Bye bye.
che kín người. Ơi đồng bằng ơi, biết bao thân phận nổi trôi. Còn một trái tim mai ơi, như lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoan. Và đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn của đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi, nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Con hứa xong mà tuột. Lúc con vừa xuất hiện cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa? Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp tất cả mọi cái. Ý trang cô Việt Hương hát nghĩa. Chị nói nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không xuống được so sánh thì không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích, thích bé cái mặt thích thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích đó, thấy chưa, thích giống á, thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái giọng nhạc dân ca trữ tình, mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi, vô cái này là trùm phé luôn rồi còn gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lây tràn qua cái màu sắc là của con bé Tô My. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bờ bà ba ra mà diễn, trời ơi thấm đậm. Thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba. Chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt vậy á. Sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sốt lộn con, tại sao con không quyết định? Thường là con nít rồi thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Trời ơi, trời ơi, tôi té ghe luôn, tôi té ghe luôn. Trời ơi, bá nịnh thầy mà nịnh ra mặt của luôn. Thời của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, con tìm. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Ai con cũng thích hết. Ừ, trời ơi, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời.
sông dài pháp thoại nước non thư pháp tự tâm nét công nét thậm pháp thoại người xưa người xưa thư pháp ngã nghiêng bộ diệu tình người nắng tình quê thư pháp vờn bay lặng nghe huyền thoại mừng bé Vân Anh, con gái vừa mang đến một bức tranh thư pháp tuyệt vời thông qua cái bài hát này của mình. Không biết các cô chú ban giám khảo nghĩ sao? Đối với cô Việt Hương á, thì thư pháp nó một cái gì đấy rất là thanh tao. Cái người viết thư pháp họ rất là nhẫn, nhưng họ rất là tinh túy. Con xuất hiện giống như là thư pháp vậy đó, rất là sắc nét và thả lỏng bản thân. Lúc con xuất hiện với hai cái bông trên đầu của con, cô thắc mắc lắm, con thích gắn cái bông vậy đó hả? Thật ra là em thấy hai cái bông đẹp mà nó rất hợp với bộ đồ rất là thanh thoát mà chị Việt Hương. Cái gu của em cũng lạ quá ha. Em đứng lên đi Thiện, em đứng lên đi. Ừ đó, bộ đồ giày đó, giày thể thao mà mặc áo ba đờ suy. Nhiệt độ 38 độ C. 41 độ mà không mặc vậy đó. Chị Hương ơi, thật ra em rất là chịu biết gọi là hy sinh vì thời trang á, chùi mồ hôi nãy giờ luôn á. Thiện á là hy sinh vì thời trang mà thời trang của Thiện nó phan thời tiết đó. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ đơn giản là thôi, con nít mà bông hoa bông xíu cho bé nó đẹp mắt vậy thôi. Xuyên xinh vậy là thấy ít đó, em để cho nhiều nhiều lên hoa. Con nít càng nhiều hoa càng đẹp. Em sắp rồi. Mở shop hoa hả Thiện? Dạ không. Thôi bây giờ mình mời tới vị giám khảo khác nè. Cái người này không thích gắn hoa bao giờ ở trơn á con. Cô Đoan Trang. Bây giờ vô tới bài hát nè. Giọng của con rất là sáng, rất là đẹp. Tuy nhiên á, hát phải nhấn nhá hơn. Mặt trời là cha, mặt ta bà ra, bà ra, bà ra. Thầy ở nhà thầy diễn dữ lắm luôn á. Mặt trời là cha, mặt đất là đúng mẹ rồi. Mặt em có nghĩa là nó phải có cái độ lúng liếng của lúng nó liếng ở trong đó. Cho nên nhớ nha con, khi mà thầy dạy là mình phải nhớ, mình nắm bắt, mình phải nghiên cứu bài hát đó, mình phải hát làm sao cho nó ra. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ mình nghe điểm số của hai giám khảo nha. Còn muốn nghe ai trước? Dạ chú Quang Lê. Mời chú Quang Lê. Chú xin tặng con 9.50. 9.5. Cảm ơn chú. Ai nữa nè? Mời cô Việt Hương. Mời cô Việt Hương. 9.50. Cảm ơn cô. Chúc mừng con gái. Lắng sâu khi sương làm dần xuống, hương ngát ngào từng xuống sang ngô thơ.
Mệt không? Dạ không. Đang sung, dạ đang không. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ các cô chú huấn luyện viên. Đầu tiên, xin mời các ca chú MTV trước đi ạ. Khi mà tụi con trình diễn tiết mục này thì thực sự là các chú ở dưới này nhìn thấy là tụi con giống như là đang chơi đùa ở dưới một vùng quê. Và trăng thì nhô ra nó rất cao và tụi con chơi đùa một cách rất là vui vẻ, rất là tươi, rất là hồn nhiên. Cho nên là có thể nói là tiết mục này tụi con đã hoàn thành rất là xuất sắc khi mà đã diễn tả được, mang được những cái hình ảnh của thôn quê về với các chú. Tụi con đã thành công rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thiên Vương. Xin mời cô Thanh Thảo. Đầu tiên thì cô khen là cả hai con đã có một cái tiết mục rất dễ thương, rất là hồn nhiên. Bài hát này thì cô có hát rồi và cô đã ra album rồi. Đó là vì là cô đã hát cho nên là cô biết là bạn Nam á bị chân và phô vài chỗ trong cái ca khúc vừa rồi. Con giữ cao độ không có vững cho cái bài hát đó. Và có một chỗ con bị phát âm bị sai lời. Bạn Gia Tuấn chắc cũng sung không? Lo. Đúng rồi. Tập trung diễn. Phần diễn của Tuấn á thì cô khen là con diễn tốt quá. Và con có cái sự tiến bộ so với lại cái vòng đầu tiên. Con có sự tự tin hơn. Con diễn cũng dễ thương lắm. Cái bài vừa rồi con diễn dễ thương lắm. Nhưng mà chắc có lẽ là con chú trọng cái phần diễn nhiều quá cho nên là cái phần hát á, có rất là nhiều chỗ thì cô cũng còn phải góp ý cho con và bắt lỗi con trong cái việc hát. Còn bạn nữ thì có một cái đoạn con lên cao trào và ngân nga cái chỗ đó thì ở dưới đây cả khán phòng đều vỗ tay cho con. Thì một cái chỗ xử lý nhỏ đó thôi mà có thể làm nên một cái thành công cho con trong một cái bài hát. Đây là một cái tiết mục mà cô khuyến khích các con là các con đã chọn một cái bài hát rất là hay, rồi diễn rất là hồn nhiên và dễ thương, tạo một cái không khí cho trường quay. Nhưng còn về cái mặt hát thì có lẽ là các con sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chú tâm nhiều hơn nữa ha. Rồi bây giờ không biết là cô Tiên có góp ý gì thêm cho các bé không? Xin mời huấn luyện viên Thủy Tiên ạ.
cô Tiên thấy bạn Gia Tuấn hồn nhiên dễ thương quá. Tụi con không có bị áp lực. Có thể là bạn áo vàng có một chút xíu thôi, không có đáng kể. Bạn Quỳnh Anh á, con có cái sự điềm tĩnh trong đó. Hoặc có thể là cái sự điềm tĩnh của con làm cho cô cảm thấy là con có một chút xíu gì đó giữ, con không có bung lụa. Nhưng mà bạn Gia Tuấn thì bạn bung hết cỡ. Cho nên cô cảm thấy là cô ngồi ở đây, cô cảm thấy cô rất là vui. Cái bài hát này về làng quê và cũng như các chú MTV, cô cũng cảm thấy là những đứa trẻ ở làng quê rất là tung tăng và không biết là, không cần biết là xung quanh đang nghĩ gì về mình, không cần biết ai hết. Ở đây là chỗ của tụi con. Đây chỗ của anh này đúng không chị? Ý chị là chỗ anh này đúng không? Không quan tâm ở đây nghĩ gì. Đây, chỉ có múa và hát và diễn thôi, không quan tâm gì hết. Mà chính vì cái việc đó cho nên là cảm thấy con rất đáng yêu. Khoái nhất là cái vụ mà cái quan gánh đó, cái bạn nữ làm cái quan gánh, cái động tác dễ thương, dễ sợ. Không mình nhìn thấy nguyên cái quan gánh gì đó. Phải công nhận là chú rất là thích xem những tiết mục đúng chất là trẻ trẻ con, rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên. Mình phải đúng với cái lứa tuổi của mình đúng không? Mình hát những cái bài hát và mình làm những gì đó đúng với lứa tuổi của mình. Thì đó là cái điều mà tất cả mọi người đây đều mong đợi. Hy vọng là tất cả các con hãy làm sao để mà sống đúng với cái tuổi của mình. Hãy là chính mình, đúng rồi. Như vậy là đủ. Dễ thương quá, cảm ơn những lời nhận xét từ các anh chị huấn luyện viên. Và số điểm của Quỳnh Anh và Gia Tuấn sẽ được giữ kín cho đến cuối chương trình. Bây giờ thì cô Băng Di và chú Thanh Di mời tụi con vào trong để chúng ta cũng thể tiếp chờ tục điểm, chờ điểm, ừ, chờ dạ. điểm, chờ điểm. Thì chúng ta tiếp rồi, tục chương trình nha. Rồi, bây giờ chào khán giả đi các con. Mình qua mình coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi, bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ chăng cô đơn, con thương mẹ chăng. Ngày nào mẹ chăng cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nha. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía con bé khỏe lắm, mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu. Nên con cũng hơi mệt một chút, nhưng không sao. Tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thọ, công ty cấp đầu tháng, uống cho đỡ đói. Vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếm vậy đó. Thì con bé này chắc đã vướng bình lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ống êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân. Rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm nhỏ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. Ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả. Chỉ có trời, có sao, có mẹ trên trời cao, ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ cha nha ông.
Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông. Oh yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai, để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì. Chẳng như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện, vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ, con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi, thì nhìn lại, mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái mẹ chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiễn con vào thành phố, vui vào tay con dâm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai cũng tốt với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi cho mọi hoàn cảnh, và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu, thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây giờ mẹ chẳng còn nữa rồi. Mẹ biết không, bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia, mẹ hãy yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái được. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm, con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mạnh, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Mẹ ơi, con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi, con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi, cuộc đời quá sâu, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi, con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng dối như mẹ đâu. Con khóc với ai? Ngày hôm qua con sợ bóng đêm, một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên. Ngày hôm nay ở giữa cuộc đời, không được phép sợ, không được khóc nghe. Ngày hôm qua mẹ gần sao trời, đâu đây bao giấc mơ còn mỗi đêm. Để hôm nay con lớn thật rồi,
con càng lớn, đường về càng xa. Con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè, khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho dạ, cô Việt tuyệt Hương. Tuyệt vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần, một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng
để nhấn nhá hoặc biểu lộ tình cảm, chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy, chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đối với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm, tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi, hát hay, diễn được như con. Mà đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã vậy con còn ở vùng xa tới đây mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn, thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ồ, ô bé, nó thuyết trình giỏi quá, à, hùng biện giỏi quá, nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mẹ đó quá, con muốn ở với mẹ đó là có thai 5 tháng rồi, mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn. Những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia hai cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị gì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm. Dạ. Nha. Ừ, cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết. Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá, đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy. Đó, cho nên với cô thì cô có thể chăm chước chút xíu, nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về, nếu mà được vào vòng trong, có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc, và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, phết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Trình Thái hậu, Đức vua đã về đến hoàng cung và xin được vào diện kiến cùng Thái hậu. Người ra bẩm báo với ngài ngữ rằng ta không được vui, xin ngài ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Ai à? Trình lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn thì ngược nước, nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn ngài ngự đã để lòng lo lắng, nhưng kể từ bấy giờ ngài chớ bận tâm, đừng chầu cũng để hộ ta nữa. Quyển từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai miên. Trời mẹ, con không dám. Ngài không dám từ ngửa miệng mà môi, chứ thật trong lòng ngài đâu kiên định.
dẫu khi tiên dương ngày còn dám xem thường thì có nghĩa gì những lời ta giấu. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Cầu mong mẹ tha thứ cho con. Nếu cần gìn giữ kỹ cương thì trăm rồi mới đáng tuổi vô nghề. Không cần phải nể kiến gì, ta sẽ thi hành để làm gương. Không dạy được con là tội ở nơi ta. Mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng.
Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngày kỳ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa xiết lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không dừng, thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi, và coi như ngài đã đói không chuộc tội. Con đội ơn mẹ và xin làm theo lời mẹ dạy. Con ơn mẹ. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hà Như cùng với nghệ sĩ Hoàng Chương rất là nhiều về đã hỗ trợ cho Trung Hậu trong tiết mục này. Sao rồi khóc con? Con diễn chưa có đạt. Là do con té xong, con sợ quá, con diễn hỏng được. Hay là bản thân của con là cái vai con nặng quá, con làm không nổi. Nói cô Hương nghe. Dạ thì cái vai nó không có nặng đâu, tại con té chứ con sợ. Đúng rồi. Nhưng mà con có biết không, cô Như á, cô hát ngàn tuồng rồi. Thành ra là khi mà con có trục trặc cái là cô Như bao cho con hết luôn. Nhìn lên đúng như mẹ dẫn con đi vậy đó. Cô dẫn theo con, cô vuốt theo vậy dẫn đi, hai mẹ con bị gì hết. Mặc dù run sợ nhưng cái giọng lại không có run ha. Cho nên nay về cái phần hát là hoàn chỉnh, phần diễn chưa có đã. Bị gì mình té bước ra ông vua nào giữa bước ra là đuổi vậy. Bé nó học diễn bao giờ đâu. Thì đó. Nhưng mà cũng là một cái bài học cho con á con. Tại vì đã bước lên sân khấu rồi là mình phải sẵn sàng đón nhận bất cứ cái rủi ro nào xảy ra. Có thể rớt micro hay là có thể trợt té. Nhưng mà mình phải cố gắng là vượt qua. Con cứ hãy bình tĩnh. Đây là một bài học cho con. Sau này gặp sự cố như vậy, đứng lên điềm nhiên diễn tiếp bản lĩnh như vậy. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Coi như hôm nay không được khai sắc, thôi khai sáng con ha. Rồi rút kinh nghiệm được sao. Không sao cả, một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu. Cảm ơn chị Hà Như. Trời ơi, đẹp quá vậy. Con đi đâu để thấy hoa bay
và các viên. Cảm ơn hai cô gái rất là nhẹ nhàng ngày hôm nay. Tụi con làm thầy Đại xúc động quá trời. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được lắng nghe cảm xúc của thầy Quốc Đại luôn ạ. Đây là một ca khúc thầy Đại rất là thích luôn. Cảm ơn hai con đã mang đến ca khúc này. Rất là đẹp con ơi. Về mọi cái, về hiệu ứng sân khấu, ánh sáng nè, rồi là đèn led nè, rồi khói lạnh nè, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Rồi hai đứa con hòa giọng vô nữa, cho thầy nhiều cảm xúc lắm. Đây là một ca khúc mang nhiều tâm trạng lắm, cảm xúc phải đầy dữ lắm. Và hôm nay thì hai con với ở cái tuổi này mà hai con hát truyền tải cảm xúc, chạm được trái tim của thầy rồi. Thầy cảm thấy điều đó là tuyệt vời. Thầy khỏi chấm về kỹ thuật, khỏi chấm về gì, khỏi nghe. Mọi thứ nó len lỏi vô trái tim của thầy. Thầy cảm ơn hai con. Cảm ơn. Một tràng hát tay nữa. Cảm ơn cảm xúc của thầy rất là nhiều. Và tiếp theo sẽ được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Anh cũng đang rất là suy tư về chắc là về một cái tác phẩm rất là đẹp như thế này. Xin mời anh. Wow, hai con trong cái tạo hình như thế này giống như là hai thiên thần nhỏ đang đưa chúng ta về với một cái cõi phiêu diêu nào đó, một cái miền nhớ, một cái cõi ký ức của những cái nỗi nhớ nhung hình bóng của người cha của mình. Có thể là người cha còn hay là đi xa, hay là một người cha đã khuất, chúng ta cũng không rõ nữa. Nhưng mà đặt để vào từng cảnh ngộ của ai đó cũng sẽ cảm thấy rất rất là nhiều những cái ngậm ngùi, nhiều cái cảm xúc. Và hai con đã đạt được cái điều đó với cái giọng hát của mình. Nó mềm mại, nhẹ nhàng như một cái dải lụa. Nó đã bồng bềnh sương khói như là cái khung cảnh đã vẽ ra đó. Và những cái đoạn bè của hai con thì như là gọi là những cái cú ghi bàn quyết định luôn á. Gọi là đang cài vào với nhau một cách hết sức chặt chẽ. Và làm cho bản thân chú nghe cái bài này và rất thích. Giống như muốn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra. Và chú cũng nhớ và nhớ rất nhiều những cái hình ảnh trong cái lời bài hát này đó. Và sao ta, xúc động, rất là xúc động. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam rất là nhiều ạ. Cảm ơn chú. Cảm xúc sẽ đông đầy nhiều hơn với chia sẻ của cô Đoan Trang. Xin mời cô. Hai đứa con giống như thiên thần vậy, ở trong một cái không gian rất là đẹp. Và đẹp ở đây cũng do một phần, rất nhiều phần giọng hát của các con. Hai đứa con, Nhi với lại Viên, giọng hát của tụi con rất là mềm mượt. Nhưng mà ở những nốt cao tụi con cũng rất là mạnh mẽ. Cô chỉ tiếc chút xíu nữa là giá như có thêm nhiều bè nữa, một cái bè nhấn thêm, gây ấn tượng thêm nữa thì nó còn xuất sắc hơn nữa. Bài này là một cái bài thành công của tụi con. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng cho tụi con, Phương Nhi và các Viên. Vì lo hàng ế không, đắt đỏ lại mong được mấy gồng, vất vả ngược xuôi. Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa, tên từng con phố, tiếng giao nửa đêm nghe thật buồn, bàn chân người lãng du, tàu điện leng keng vội
bóng người. Nóc nhà kề bên phố lên đèn, phố ngập đường chờ nước lôi về. Tiếng gà tàn canh vẫn trong lại phố cổ ngày mưa gió. Phố cổ ạp dòng chợt tối đông, ấy à chợ đêm người đứng trông. Thấp thỏm vì lo hàng ế không, đất đỏ lại mong được mấy cơm. Vất vả ngược xuôi cho ngày mai. Chào con giới thiệu tên với tuổi đi con. Con xin chào tất cả các vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. 12 tuổi Hải Phòng. Đội của em thật sự là rất là tiếc khi mà không những cái cần này. Khi mà cân nhắc giữa hai cô chú với nhau thì khá là khó với màu sắc. Màu sắc của con rất là cá tính. Và cách xử lý của con cũng cực kỳ cá tính thì cô chú nghĩ là đội của chú Vũ với lại chị Ly sẽ có gặt gần. Tại vì cái này là cái tuyệt đỉnh song ca, cho nên là cô chú luôn luôn phải đắn đo ở trong lòng là phải kết hợp với con với ai. Cái vấn đề của chú á, là bây giờ là chú biết chú đang tìm người để bắt cặp cho ai luôn. Và chú hiểu được là cái giọng sẽ đi đôi với nhau như thế nào, cho nên nó rất khó cho chú để mà xử lý trong chuyện này. Bây giờ ốc Du nghĩ sao? Tại vì Vũ đang... Hiểu rồi, biết rồi. Chưa bao giờ mà chú Vũ hỏi cô câu này. Tại thường là các cô và chú ngồi ở đây á, luôn gần như là trong tất cả các quyết định đều đồng cảm và hiểu được nhau. Nhưng mà riêng lần này cô biết là chú Vũ đang rất là đắn đo trong lòng. Thực sự là con sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi luôn. Con xinh đẹp, con sáng sân khấu, con làm chủ giọng hát của mình. Con lại thực sự rất là cá tính nữa. Cái điều khó khăn duy nhất đó chính là tìm bạn nào đứng cặp với con để nó sẽ tạo ra những tiết mục mà phải thật sự là ăn khớp với nhau. Đó là cái điều khó nhất. Vũ ơi, mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. Chị Vân nói như vậy là em đã hiểu được cái lời nguyền như thế nào rồi. Bé quê ở Hải Phòng đó chị. Dạ. Ok, 1, 2, 3, chơi. Yeah. Em khỏi suy nghĩ nữa, mệt quá. Mọi người chúc ơi, mừng con, chúc mừng con đã về gia đình bên đây. Lời nguyện đã được hóa giải rồi nha mọi người. Lời nguyện đã được hóa giải rồi nha mọi người. Chúc mừng con đã giải được lời nguyện. Đồng hương Hải Phòng. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như
rực cháy lên. Mồ hôi đỏ phía rừng xa rực cháy lên. Mồ hôi đỏ trước hoàng hôn. Là quá thu hút với cái phần cô dùng từ là biểu cảm của con trong cái bài Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài này hát không phải dễ và phải có cái sự trải nghiệm, và con hát nó có cái chiều sâu và tình cảm rất là nhiều. Khi con lên những cái câu đầu tiên á, là đã thấy nó chỉnh chu trong từng câu hát, nó cũng như cái bỏ nhỏ. Và khi vào bài hát rồi thì để con lên đây với con, để con không có bị đứng đơn côi ở trên sân khấu luôn ha. Tại vì em cũng chọn bé đó. Cái gì? Em cũng chọn đó. Hồi nãy thật sự luôn, lúc mà đội của chị Ly với lại Lập chọn á, em nhìn mà giống như em bị hoa mắt á. Em nghĩ không phải đâu, không phải đâu. Có mình chọn tại cái đèn nó chiếu xuống nó ra màu xanh. Hồi nãy cô Ly nói rất là chính xác. Thật sự con hát nó có một cái chiều sâu mà chú không nghĩ là một đứa trẻ như rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xin chào 6 vị huấn luyện viên và toàn thể mọi người ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi rưỡi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị Vân ơi. Hải Phòng. Đình mệnh. Đình mệnh. Chị ơi, em cảm giác là cái lời nguyền nó sẽ xuất hiện khi mà có một đội tranh giành nữa. Không, lời nguyền đã được hóa giải. Không, và có gì hóa giải gì mà hóa giải vận may sẽ tới. Thôi đừng có nhắc cái lời nguyền gì nữa hết á. Nè, bây giờ tập trung chuyên môn đi. Rồi, bây giờ mình nghe chú Vũ nói nha. Nói chung là chú rất là ấn tượng bởi cái tiết mục của con. Con hớp hồn chú từ ngay cái câu hát đầu tiên. Và chú đã phải gạt cần và chú đang tìm một cái màu sắc giống y chang như con. Tại vì chú đã có một bạn và chú nghĩ là bạn này nếu như kết hợp với con nó sẽ dã man lắm. Là tại vì hai đứa có được cái sự chín mùi ở trong giọng hát, và kể cả cái sự điêu luyện nữa và cái chiều sâu. Cho nên là chú rất tha thiết mong là con sẽ về đội của chú, là tại vì chú biết chắc chắn chú sẽ làm gì với giọng hát của con. Nhưng mà bây giờ con rất may mắn khi có được cả cô Cẩm Ly cũng chọn con, có nghĩa là cô chú đều đánh giá con rất cao. Con có về đội nào đi nữa thì cô chú nghĩ là con cũng sẽ tiến rất xa. Cho nên là bây giờ con hãy tự tin lên, hãy quyết định thật đúng đắn cho cái tương lai của mình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Okay. Chú nói một cái, bên đội chú cũng có một bé bằng cái đầm đỏ giống vậy nè, đó cũng hát rất là dữ dội và khuấy động cả một cái sân khấu này, và chú sẽ lặp lại thêm một cái giống như là một cái quy trình, chú cũng có một cái thứ nước màu đỏ cho con nữa. Trời đất ơi, cái chiêu nè con cũng... tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha tí. Là bé kia cũng uống cái nước này luôn, đó là nước ép dưa hấu đó, mình uống vô mình thấm giọng nha. Đó, uống vô mình mát da, khỏe người, mình hát tốt nha con nha. Rồi. Cô vuốt cái cọng tóc này cho con nha. Con đang bị viêm họng. Con đang bị viêm họng, để dành uống. Chú có thuốc. Không. Có thuốc liền tại chỗ cho con luôn. Lập. Dạ. Em bình tĩnh. Cô muốn nói một tí là tại vì đối với cô thì khi cô nghe một thí sinh hát hoặc là một người nào hát, cô cảm nhất là cái phần hồn. Và trong cái bài hát này, cô thấy ít có ai hát lắm. Chỉ người lớn, tại vì cái nội dung của bài hát. Cho nên là khi con hát mà con truyền tải một cái bài hát này, đúng là không thể nào nghĩ được một bé gái hát như thế. Cô Ly nói chú mới nhớ một điều, là ở trên cái chương trình này chú nổi tiếng là mít ướt. Mà mít ướt vì cái gì? Vì hai lý do duy nhất thôi. Một là quê hương,
Hai là vì gia đình. Bây giờ chú đã hiểu lý do tại sao chú bắt buộc phải gạt cái cần cho con từ ngay câu đầu tiên. Là tại vì cái câu đầu tiên của con nó có chữ Việt Nam ơi và cả mẹ nữa. Cho nên là không thể nào không chọn con được. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bây giờ con chọn đi. Bây giờ con chọn. Bây giờ là tới quyền của con. Gì vậy? Thôi con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ cô đi về chỗ của cô. Hôm nay con hát bài Màu Hoa Đỏ. Này, son đỏ này, son đỏ này, váy đỏ này, váy đỏ. Cái váy đỏ mà đỏ, váy đỏ chỗ nào? Chị nhầm chỗ, có hoa đỏ. Và ở cái thành phố Cảng ấy con. Nữa rồi. Không nhắc tên, thành phố Cảng. Hoa phượng đỏ chứ gì. Hoa gì đúng rồi, hoa gì màu đỏ ấy nhờ. Đấy, phượng đỏ. Đấy, nó có duyên. Bây giờ nè, để cái gia đình công lập, người ta nói cho nghe nè. Ôi, người ta gần tới cái lúc mà bé lựa chọn rồi. Thật ra như thế này nè bé, khi mà con ra đây mà con chưa thi, nhưng mà con cũng có trong đầu con sẽ chọn đội nào, đúng không? Trong đầu của con chắc chắn là có. Và khi ra đây ai cũng có những cái lợi thế rất là tốt. Và quan trọng là con tim mình muốn cái gì nè. Chú Vũ là yêu mến nè, màu hoa đỏ đang ngồi đó nè. Còn cô Ly, người đàn bà quyền lực. Còn chú Lập thì quá nhiệt tình. Đây đây đây. Hồi nãy là cô Vân là nói rằng là đầm đỏ, son đỏ đúng không? Nhìn chú thì chú không có cái gì đỏ hết ngoài trái tim nha con. Nói là em không có tim đó Như. Cười giống
dễ thương quá, rất là thật thà, chất phác đúng không ạ? Rồi, lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo nha. Chắc là mời chú Long Nhật trước nè. Một bức tranh về đồng quê rất là đẹp. Có một chút sự phân tâm thôi. Nhưng mà không sao, tại vì tụi con còn nhỏ mà đúng không? À, theo như chú biết là Kim là một nửa dòng máu là Hàn Quốc phải không con? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Mà nội của con là Hàn Quốc, mà ngoài của con mới là Việt Nam. Mà con hát về quê ngoài con dễ thương quá, mộc mạc, chân thành. Và con có một cái tình yêu rất là lớn đối với Việt Nam. Trước hết thì chú phải cảm ơn con cả đàn ạ. Cảm ơn chú. Một gương mặt của Kim rất là sáng, đẹp trai, sáng sủa. Cái người nghệ sĩ bước ra sân khấu mà sáng đẹp là chiếm được cảm tình 50% này, cả em công nhận không? Bước ra sáng bừng luôn. Và tới cái về miền Tây của Cẩm Tú, khi mà cái đoàn thuyền chèo ra và con ra con hát nhịp nhàng đấu đỏ ngon lành, và hai đứa bè bối cũng hết sảy luôn. Chỉ có một chút xíu phân tâm, Kim cũng bị phân tâm, là khi con ra con xúc động gọi mà con quên cái microphone, con quên cái micro trên tay đi, con diện mà con hơi bị tại vì cái bám vào mic là quan trọng nhất để cho nó rõ cái lời mình hát á, đôi khi bị uổng đi, bị đúng đưa chứ hả? Bị cái mic nó chủ nhắc tất cả các thí sinh là phải nhớ bám micro thì cái âm thanh nó mới rõ ràng được. Cẩm Tú này, cái đoàn cuối mà khi mà con quên lời, con bỏ một hai chữ thì cô Đoan Trang này nói tiếp đi thì con nhìn xuống con thấy cả cô Ốc Thanh Vân và cô Đoan Trang mà chú Lâm Nhật rất là thương. Sự cổ đỏ cá sĩ chuyên nghiệp cũng gặp, chứ đừng rồi nói từ là cả con. Nhưng cả con bỏ vất lờ qua, không quan tâm cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó nó đã quên một hai hai nhịp đó, một hai chữ đó, bỏ qua và hát tiếp. Và cả con đã làm được điều đó. Chú yêu cả con. Cảm ơn chú. Cô Đoan Trang nè, dạ mời cô. Thấy thương thiệt á. Đúng như chú Long Nhật nói là có những lúc các cô chú còn quên lời nữa mà huống chi tụi con. Cái như cô là cái bài tóc hát cô hát 1000 lần. Và có một lần cô hát trong trường đại học, vừa sợ coi như là nhạc mới đầu mở lên, nhạc intro á, cô không thể nào nhớ câu đầu tiên là cái gì. Cô hỏi cưng cưng chữ đầu là chữ gì. Là cái bạn sinh viên hát giùm cô chữ đầu. Phân tâm là chuyện bình thường, dường như ai đó ngang qua lối về mình mới nhớ được cái câu kế. Mà người lớn mà quên nó là quên trắng luôn con. Chứ không được dòng lại được như tụi con đâu. Coi như là lâu lâu nó xảy ra như vậy thôi. Cho nên cái đó là cái gọi là cô muốn chia sẻ, các cô chú muốn chia sẻ cho các con biết, để thấy là cái đó không phải là quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên mình phải tập trung nha con, mình phải tập trung. Cái thứ hai nữa là mình hiểu điểm mạnh của mình là gì, điểm cộng của mình là gì, là cái sự duyên dáng của mình, cái sự khác biệt của mình. Hoặc là cái việc mà mình có thể có vũ đạo cũng là một cái điểm mạnh của mình đúng không? Thì mình tập trung hơn những cái đó, tập trung hơn thì mình sẽ có cái khả năng mà thu hút được khán giả hơn. Cho nên cô chỉ mong là các con phải tự tin lên nha con, tự tin ở bản thân mình nghe chưa? Nếu như mà mình chưa được thành công trong tiết mục này thì tiết mục sau mình sẽ cố gắng hơn, vậy thôi, là tới một ngày mình sẽ đạt được cái thành công trong tay của mình nha. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang đã nhắc cái vụ này. Thôi bây giờ để gỡ điểm nè. Bây giờ đây cũng là dân múa dân nhảy nè. Bây giờ con nghĩ thử một cái đoạn nhảy nào đơn giản, còn thử thách ba giám khảo phía dưới mà làm sao mà nhảy được như con với cái nhạc điệu của cái bài dân ca miền Tây như thế này nè, là ngon lành. Được không ạ? Ba giám khảo nhận thử thách này không ạ? Vỗ tay động viên ba giám khảo cho em chứ. Trước khi chị Ốc chia sẻ cảm xúc của mình nha, bây giờ mình lên sân khấu luôn, mình làm cái bài tập này cho bạn cộng điểm. Nếu mà làm điều không? Này để cho các con cảm thấy thoải mái hơn, nhất là đối với Cẩm Tú, thì các cô chú sẵn lòng. Sẵn sàng. Yeah! Xin mời ba giám khảo lên sân khấu ạ. Rồi bây giờ là vũ đoàn bất đắc dĩ trên sân khấu rồi. Âm nhạc bắt đầu. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai đi Hồ Giang đến Bắc Cần. Rồi phiêu tự do đó lên. Là trời ơi chèo đò, anh lấy đò ơi cho em lên với. Chèo vậy có đi không cưng? Chèo vậy ghe nó có đi không? Đi xuyên.
Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Thôi sẵn trên sân khấu rồi nè chị Ốc. Cảm xúc luôn. Trời với ơi. Hai con nè. Nãy giờ bị chờ rồi. Đáng lý phải cho người ta nói từ bờ quá tới đây. Đâu ba đi chờ. Cho ta nói trước đi rồi nhảy. Không phải được. Nhiều khi lên đây cộng điểm anh. Để nói những điều hoa mỹ hơn cho các con nữa. Chị Ốc sao chị? Kim, là con ở Việt Nam hay con ở bên Hàn? Con ở Việt Nam ạ. Tại vì cô rất là thích cái cách con phát âm. Tại cái giọng của con nó vẫn có một chút giọng nói của người Hàn. Mà khi con hát trong bài hát này nó đáng yêu kinh khủng luôn. Bài hát mà tụi con đã thể hiện thì cũng là những bài hát rất là quen thuộc. Ví dụ như Anh Ba Khía thì anh quá Ba nhiều Khía phiên này. Bản rồi. Nhưng mà Anh Ba Khía mà phiên bản live Hàn Quốc. Yeah. Trời ơi nó dễ thương, nó dễ cưng. Và làm cho mọi người rất là nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là một chút gì đó mà mình chưa tốt trong tiết mục này không là vấn đề gì cả. Và cô nghĩ rằng là các con đã có một tiết mục rất là đáng yêu ngày hôm nay. Chúc mừng các con. Cảm ơn Cẩm Tú với Kim Sibin đã giúp cho tất cả chúng tôi về miền Tây thành công. Chúc mừng. Mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em á, so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập á, nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. Đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó. Thử coi phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên
trời ơi, xoái ca là em đó quá. Em rú đó. Xoái ca là em á. Đẹp trai quá. Xoái ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang nó sáng, nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây. Còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp. Hoa sen là cành hoa sen ý o. Em đường thì cho anh xin, hay là em để giữ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi chiếc lạc dòng, ơi hỡi chàng ơi áo ai giữa chỉ chia đường là chỉ biết rằng vợ anh chưa có. Chiều khô, mẹ xa chiều khô, chứ tình rằng tình vẫn chưa khô. Áo ảnh giúp chị đã lâu, mày mượn cô ấy về khô cho cùng. Không rồi anh sẽ trả con biết nữa, lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng xôi vỏ, một con lợn béo, một quả dừa tăng. Giúp em mà đôi chiếu xin em nằm. Bảo Ngọc có nói là trước khi bước ra sân khấu mà muốn tự tin là phải hít thật sâu vô, sau đó thở ra từ từ, phải không? Còn hôm nay thì anh Khôi như thế nào, chia sẻ với mọi người coi con. Dạ thưa chú, là con tập rất là kỹ và con ra đây thì con cảm thấy là tiết mục rất là tốt.
Xin mời cô Minh Tuyết và chú Đại Nghĩa chia sẻ. Tụi con diễn cái bài hát này từ hát cho tới diễn rất là hoàn thiện, nhất là Khôi. Con ơi, con đẹp trai quá. Dạ, con cảm ơn cô. Tụi con quá giỏi, tụi con hát quá hay. Và tụi con rất là thông minh. Cô nghĩ rằng là từ đây cho tới cái ngôi vị quán quân á, thì tụi con sẽ hoàn thiện vô cùng. Cô chúc mừng hai tụi con. Xin cảm ơn cô. Nữ ca sĩ Minh Tuyết, chưa gì mà chị nói đến cái ngôi vị quán quân, có thấy nhà bên kia cười hạnh phúc lắm. Vâng, và bây giờ xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Các con nhảy theo lời chú Bạch đọc rap. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay với đội Dương Triệu Vũ và Thu Trang, anh Khôi Cẩm Tú đã mang lại một khí tuyệt vời, một không khí bất ngờ, một không khí thú vị cho chương trình tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí. Tôi nghĩ rằng các em sẽ mở ra một phong cách mới, đó là dân ca hài hước. Cái này đang cần và đang thiếu. Dương Triệu Vũ, Thu Trang đủ sức nhờ nhạc sĩ sau chương trình sáng tác riêng một loạt, làm ngay một cái album hài hước cho hai bé trên cả tuyệt vời. Một phần nhận xét tuyệt vời trên nền nhạc. Mặc dù là không biết là các bé có nghe hết được cái phần nhận xét của chú Thanh Bạch không. Đầu tư quá luôn. Bây giờ cho chú Bạch chê tụi con một chút xíu nha. Chú Bạch đang bị giận mà thương đó. Tại sao chú Bạch giận? Vì các con đã diễn làm cho các huấn luyện viên không có lời nào để chê. Giận quá, giận quá đúng không? Còn thương là bởi vì tụi con luyện tập công phu đến mức mà tụi con lúc diễn không cần phải nhớ bài tập nữa, bởi vì nó quá nhuần nhuyễn. Và điều đó cần cho chương trình của chúng ta. Nói tóm lại đó là đều là khen cái phần biểu diễn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cặp huấn luyện viên mà tự hào nhất về hai con ngày hôm nay, đó là cặp đôi Vũ Trang. Vũ là một người mà đi làm với anh Bạch nhiều rồi, và lúc nào trước khi chương trình bắt đầu Vũ cũng thấy anh Bạch ngồi đó 2 tiếng đồng hồ chỉ để tập đi tập lại cái tên của những người mà anh cần phải nói thôi. Cho nên là anh rất là hiểu được và trân trọng cái sự hết mình ở trong cái phần tập luyện. Hai con làm cho chú và cô Trang ở đây ngẩn ngơ, tại vì hai con ngoài nhảy đẹp, hát đẹp, còn rất đáng yêu, rất lễ phép. Nhớ nha, cái điều quan trọng nhất là hai con phải mãi mãi dễ thương và lễ phép như vậy. Cho cô chú lên ôm hôn tụi con cái nữa được không? Ôm hôn thì hôn thôi. Dạ, dễ thương. Dạ. Đó. Trang đứng kế bên nè, nè quý vị thấy không? Đây là cái nét giống giống nhau lắm. Dương Triệu Vũ mà đứng kế bên nữa. Đúng không? Đây là mấy chục năm trước, mấy chục năm sau. Giống y chang luôn. Mấy chục năm trước coi được, mấy chục năm sau giống như bị lỗi vậy. Sao nó kỳ anh, em thấy vẫn ok mà. Thôi mình đi xuống. Trời đi. Có thể thấy phần trình diễn của hai bạn đã làm cho các vị huấn luyện viên vô cùng sôi nổi. Cảm ơn, mời các bạn bước.